Hi anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Cả tuần rồi mình không chơi game anh em ơi. Là tuần rồi mình thi final, nên là không có thời gian mình chơi anh em. Bây giờ mình chơi này. Liềm cho gì nhảy em nghĩ chơi điều này đi. Hai AT đi. Hai khoa học kẹp với cả một con Amelie 2 kẹp con 2T2 cũng khá là uy tín ấy. Hạn chế đánh chuỗi thua rồi em. Tớ cũng khá khỏe là mình cứ chơi rồi nhé. Không phải quá khỏe đâu nhưng mà Yon này. Khoa học đầu game mình thấy ok hơn là Yon. Lấy về nhá, em cần thì mình chơi thôi. Irie chắc bỏ tạm nhỉ. Theo cầm thanh kiếm à? Mình kia bắn đau thế. Rồi, dễ thua nha. Còn liềm em ấy. Chết rồi, dễ thua rồi. Không thua rồi. Rat video chắc bỏ này đi này. Nào chắc chắn thắng được nhỉ? Trông các bạn này cũng khỏe quá, mình sợ không thắng được anh em ấy. Mong gặp đối là mềm mềm tí, mấy em ấy thắng được không thì chắc là mất cái chuỗi ở đây rồi. Chạy rồi nhỉ? Nông man không? Thôi xong rồi, các bạn này xong rồi anh em ơi. Đó luôn. Phải chịu. Rat 2, Vio 2, hai con floor, một con floor xiên luôn. Chịu anh em ơi. Voi cùng một cái liềm với cả hai con Yon, một con voi, chắc mình sẽ khả năng đánh cung thủ chỗ này nha em. Mình sẽ cân nhắc đánh cung thủ để nó hơi chập chờn, nghĩ không đuổi được. Cái này mình lên cấp 4 khá là sớm mà, mình lên từ đầu luôn là tỷ lệ ra tướng 3 vàng của mình nó cao hơn một tí. Thêm một tí tướng 3 vàng nên là ra Yon sớm nhà voi sớm em. Có Ignis này. Phoenix thì Phoenix này, chơi Phoenix không? Phoenix muốn lấy thêm voi nữa anh em ơi. À muốn lấy thêm con giá Ignis. Đã không lấy được rồi, mình sẽ chơi tạm này thôi. Nếu không ai có thương không? Một thương bắt đáy bên kia. Chơi bên này ở đây đi. Thử cho Yon gánh nhá. Cái này đánh cung được em. Dù đỡ đòn được. Voi 16 con. Past life. Never between us. Sometimes dreamers finally wake up. Like the strangest feeling. Tám ba xuống bét luôn này, ngon thế nhỉ?
Này, sweet bad, sweet bad. Sách thánh cũng ngon anh em ơi, nhưng mà sách thánh cũng ngon nhỉ. Đánh cung mình cảm giác thích cái giáp bổ mệnh hơn. Làm sao rồi anh em? Đi bây giờ anh em. Làm sao giờ anh em? Đánh gì nhỉ anh em nhờ? Ngồi lấy sách thánh quá à. Ra một mệnh nữa nhá. Sách thánh để tính sau nha anh em. Cho này mà thay con Phoenix này. Chúng mình sẽ toáng nhỉ. Tiêu 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 tiêu. Có một cung à? Có thợ săn quỷ à? Ừ, vậy không? Thương ba đáy bên kia thôi, hai thương ba đáy bên kia. Thêm một thú nào. Haslai. Thánh đồ nhỉ. Em thánh đồ thủ vệ đi. Dòng thổi khá đẹp này. Yon mình đang là Yon 3 cung à? Chưa lên 4 cung à? Thua trận nữa anh em. Nên bốn cung được ngon nhỉ. Bốn cung. Thì chắc đã thua trận này rồi em. Chúng phải ngắt chuỗi được ở đây không? Lau cân đôi, lau cân đôi đi. Ok này anh em ơi. Ừ, lau yếu quá. Cân được đôi rồi. Yếu quá, mất cái chuỗi của mình rồi. Không sao anh em ơi. Sao hết. Voi ba con Yon chơi được em ơi, trận này có thể không sao, mình sẽ lên được Yon 3 sớm. Và mình thứ hai lựa chọn, một là mình up từ level 7 luôn, hoặc hai mình chờ level 8 mình up cũng được. Và mình sẽ chờ level 8 đi, đường đến cung level 8 cũng phải up level 7 cũng có cái hay là anh em sẽ lấy được chốt bài sớm, anh em sẽ cướp được tướng của địch ấy. Nhưng mà nó cũng có một cái không hay là kiểu như nó không đủ sót tướng cho anh em ấy, vì anh em muốn có thợ săn quỷ này, anh em muốn có thánh đồ này, chúng anh em muốn có rất nhiều thứ nên là chỉ mỗi mấy đồ kia nó không đủ ấy. Này phải chọn cái này lên luôn được này, lên luôn này. Nó thủ vệ này, nick ở dưới đi. Thương bên kia thôi. Chết vẫn một thương bên kia thôi. Con này muốn cho vào không nhỉ? Cái để này nữa. Voi cho nó vào. Voi này. Voi voi 2 ngon hơn. Đồ kia 3, Yon 3 đồ kia cũng ok lắm rồi này. Yon 3 đồ kia không phải là xấu đâu. Bắt Phoenix của mình. Phoenix mình ném một cái ulti được không? Ok. Mình tin Phoenix đau phết đấy.
Phoenix Ultiza là nó sát thương phép không nhỉ? Hay sát thương vật lý nhỉ? Sát thương vật lý, một tí phép à? Cú đồng tạ được nha, mình cần đổi cho voi hơn anh em ơi. Đồng tạ cũng nghe cũng ngon đấy chứ. Mình chắc không cần đâu, để đánh cung thì nó tăng 100% tốc đánh rồi thì không cần vút hung tàn làm gì nữa. Yon of Aeon. Aeon. Voi đồ này có ulti được không ta? Liềm mà. Này. Trông nó hơi mỏng anh em ơi. Nhắn lên 8 nữa nha anh em nhé. Voi ulti một phát là ngon. Ui, không kịp. Em mình cho thợ săn quỷ vào anh em ơi. Voi một nó hơi hơi mỏng quá, nó không ulti được. Cho thợ săn quỷ vào các team tăng tăng giáp phép mình nghĩ sẽ ok hơn. Ok hơn là cầm con voi. Gindu thì bán đi cũng được nhé. Tí nữa mình bán đi mình mua lại Gindu sau cũng được. Gindu chỉ là thánh đồ thôi. Em có thể lấy Greasy, tầm này lấy Greasy cũng ngon. Greasy cũng kéo ulti luôn. Gindu 2. Greasy âm nhỉ? Cái này ném cho con Teo. Teo ở đang sẽ bị bắt một quả phát thương. Nakot xuống đáy. Ô, thương đâu nhỉ? Thương bắt giữa à? Thương bắt đáy bên kia anh em ơi. Này. Heo xuống đây, con heo bắt nhiều đam. Thêm từ đó chắc mình thêm con voi và thêm con đừng chắc từ từ rồng thổi giữa này, khả năng đẩy rồng không chứ. Heo bắn ngang một phát nữa này ngon. Bắn cho tự dân quỷ ngon hơn nhỉ, cho tinh linh vào cũng được nhưng mà chỉ thêm tí đam thôi. Suy nghĩ anh em ơi, suy nghĩ đấy. Có voi này, thôi cho voi nhé. Cái voi đi. Yon một nữa lên Yon 3 luôn này, mình cần lên Yon 3 sớm không nhỉ. Chuỗi thằng 4 cũng đang khá là uy tín này. Như thể chờ mình lên con voi, voi 3 cũng được, 8 con voi. 8 con Yon, 8 con voi à. Có thể cần đấy. Có thể cần đấy. Thế mình lên 9 luôn không nhỉ. Chỉ luôn nghe nghe cũng được nhỉ. Theo ông tìm một phát ngon này. Ngon là có quyền triệu Rayha sẽ hồi lại máu nhé. Bắn gặp Noman không sợ đâu. Noman em cứ cầm quyền triệu Rayha cho con Yon là sống sáng mai em. Có giáp phòng bệnh còn truy hồn nữa thì mắc ping anh em ơi. PC chắc bỏ nhé. Có dù PC lên 8 à. Lên 9 luôn nhá em nhé. Tại còn một con nữa mình lên con Yon rồi, mình sẽ lên 9 luôn. Cho con này đấy à, có cho con Hindu vào. Mình kích đúng một hệ này. Trời, mình kích đúng một hệ. TFT ngược lại, TFT kích càng nhiều hệ càng ngon. Past life now between us. Sometimes dream us finally wake up. I got the strangest feeling. Luôn nhé. AT khá nhiều đam, mình sẽ cho nó xuống này. 37, mới bán Gindu ấy đi luôn không? Bán Gindu đi xong rồi thì nó cũng muốn quy mà. Nó cũng không chờ Gindu này đâu. Gindu này mua lại cũng được mà. Bán Gindu lấy thêm 2 tiền Eco anh em ơi. I will see my destiny to the end. Bất thường bắt ấy rồi không? Thường hai bên à? Thường hai bên không sợ đâu em. Thường bắt ấy này. Bắt ấy cũng đánh cung à? Đánh 4 cung à? Đánh thiếu teo à?
Theo là cả một vấn đề rồi bạn ơi. Khác biệt lắm ấy. Mình nói thiếu cũng teo. Có trận mình đánh cung nhá, xong rồi mình tìm cả buổi mình chả tiến thì thấy con teo luôn đâu. Con cát này. Yon ma tộc à. Thế mình bỏ gì nhỉ? Bỏ voi à? Bỏ voi hơi tiếc nhỉ. Săn quỷ bỏ săn quỷ đi à? Có thánh đồ à? Hay thêm con này với con ma lốc à? Bỏ con voi đi lấy con ma lốc à? Cũng được anh em ơi. Nghe nó cũng cũng thu hút mình phết đấy. Hoặc là không thì mình có thể đánh ấy được, tại hai kết nó cũng không có ý nghĩa. Thế thì mình cũng muốn cho con Yon quá nhỉ, nhưng mà cho tí ma tộc bắn nó sẽ ra sát thương chuẩn anh em ơi. Bình thường tăng 50% sát thương chuẩn này. Đấy mình cũng thích. Đấy mình cũng thích rồi. Đau lắm, sẽ đau lắm, không còn hồi máu của cái quyền trượng Reha nữa. Thế thì mình bảo mình tăng thẻ tăng sao cho con Yon luôn để mình lên sớm. Lên sớm bảo kê chuỗi thắng anh em. Thì mình sẽ chơi một con ma lốc à? Một con ma lốc này, một con von cát hay là đấy rủ tanh rồi, bỏ con voi đi. Xong rồi thêm một con thợ săn quỷ. Thế cần thánh đồ không nhỉ? Chắc cần thánh đồ em, cần thánh đồ. Yon này nên chờ không? À là mình cũng không chờ gì. Mình thể chờ ma lốc này. Ma lốc 10 con, mình nghĩ lên được ma lốc 2, không lên được ma lốc 3, lên John luôn nhá. John luôn giữ chuỗi thắng sớm nhá anh. Mong là giữ chuỗi thắng, nghĩ là giữ được. Thương bắt đáy, rồng đúng không? Rồng thổi giữa khá nhiều này. Thêm bắt đáy à. Sẽ để con voi này lệch lệch sang bên này một tí nhá. Nó thổi gần đến bên kia nhưng mà con rồng ở giữa. Rồng này cũng thế. Thương bắt đáy này, na cót này. Rồng thổi giữa này. Thên bắt đáy xuống đây, nó sẽ bắt ở đây. Không nó thổi đập vào góc này. Ok, tạm thời được ạ. Thương đâu? Không có thương. Voi công ty, ui không kịp rồi. Trông hơi căng em ơi, chắc là mất chữ thắng của mình rồi. Thì mày khỏe quá, trợ thủ khỏe quá. Trợ thủ hắc ám luôn à. Công này con Yon 3 mà không giữ chữ thắng anh em ơi. Ma chưa gặp bạn Thên đâu, Thên cũng sợ rồi. Không sao anh em ơi. Inchana ba mà phát rôn sợ Thên thế nhỉ. Có một thương bắt đáy thôi. Anh thương chờ bạn thương này hồi nghèo bớt cơ em ơi. Cái này bắt đầu bổ này. Cái này đây mình cần thánh đồ luôn anh em ơi. Keo bắn ulti ngang là đẹp này. Voi còn voi nữa chẳng khó nhỉ. Chết được con Thên không? Ok chết con Thên đấy. Ok anh em ơi, bạn này đi được ngon này. Bạn này phải đi được thôi. Chắc con sống được thêm một vòng nữa. Mình muốn quyền trượng Reha này mình cho con kia nhỉ. Năm mươi sáu nghìn đam kiểu nó ok quá, mình không muốn thêm thánh đồ nhá em. Thánh đồ quan trọng hơn. Ủa, này đi luôn. Hôm sau mình lên mình thêm thánh đồ vào. Lên thành đồ Yon sẽ xây ok. Thợ săn quỷ Richter. Richter cũng được. Voi chắc không cần voi 3 đâu, mình sẽ lên ma lốc thôi. Ma lốc 2 cho mình, cho ma lốc vào giữa. Thêm như nó phải choi được tốt. Còn thêm một con cát. Thêm hai tướng mình sẽ bỏ con này đi. Bỏ voi lấy ma lốc về con cát. Thế thôi nhỉ. Thêm một tướng nữa thì mình thêm con Richter, mình thêm con quy cũng được. À, thêm quy quan trọng hơn. Richter thì sau. Thêm còn xăng sót tướng nữa thì mình thêm nữa. Tăng sao nữa này. Xăng quỷ. Phát nữa đi. Có quỷ này anh em ơi. Xăng quỷ ở đây.
để tôi bảo được. Sao có thể thêm lên con quy 2 cũng được, cân nhắc nhé. Ủa là mình chờ von cát hơn. Quy von cát cót này, thương bắt đáy, thương bắt giữa này. Sao nghe mình chơi được. Tộc. Bây giờ thêm một con nữa, mình thêm Malok này. Bây giờ thêm von cát à, thì mình cần thêm con Dirac anh em ơi. Tìm con Dirac nữa. Chắc là được. Voi ứng đi một phát thì ngon, cầm máu cho mình. Ok. Voi ứng đi vào đấy quan trọng đấy anh em. Siêu quan trọng. Con này không sấy bên kia rồi. Không sao anh. Để làm sao. Để làm sao chắc lấy con cát rồi. Con cát con Q2, Q2 đã được. À một con Malok 3. Em xui anh. Hên xui. Nhưng một thủ nhé. Quỳ đi. Eco nhỉ, Eco được một ván nó phải có con cát này. Có Richter à? Tên phải thế này ạ này. Đây. Malok này. Liền cho con cát này. Đã có mệnh cho con cát này. Cát 2 sao luôn anh em. Vòi bỏ. Victor. Malok không nhảy được nhỉ. Chỗ này mình thấy mình đánh khá cẩn thận đấy chứ. Bình thường mình hay đánh hay trôn trôn, nhưng trận này mình đánh cẩn thận phết đấy chứ. Quân thủ ma tộc à? Lấy bao nhiêu đam? Chưa nhiều đam lắm nhỉ. Ba bạn. Mà lúc mình cần điểm một xuống một ô không? Hay mình đến với con cát nhỉ? Tại ma lốc này, ma lốc 1 nó hơi cùn nè. Hơi quèn. Sẽ đem điều con cát đi. Ma lốc này cho vào nhà vui thôi anh em. Thành ở giữa lên. Tơ. Đây mình có thể mình cho một trò khác, mình bỏ cái thỏi mái tộc này ra này. Xong mình cho hai con này vào cũng ok. Nếu không có Malok 2, khả năng mình chơi thế ok em ơi. Khi nào lên Malok 2 mình sẽ cho Malok vào sau cũng được ta. Mọi người chiến thuật thấy không? Cần lắm nhỉ, mình thấy năng ok. Nhà này bán thần này. Nhà này bán thần này. À không, nhà này còn chả phải bán thần cơ. Nhà này hắc ám này. Nakot ulti. Cũng được anh ơi, bởi vì trong thợ săn quỷ vào sẽ counter được mấy con Nakot rồng các thứ. Thêm một thợ săn quỷ, cần thêm một thánh đồ nữa. Thêm khá là nhiều chứ. Thử phát xem sao nhé em nhé. Đúng không? À đâu, thêm được con quy thôi. Thêm được con quy thôi anh em ơi, mà phải bỏ một cái ba ma tộc. Thêm được con quy. Khó. Bỏ ta ma tộc cũng hơi tiếc. Thêm một thánh đồ đấy, thêm một thánh đồ cũng ngon đấy. Cắt nhảy được. Nó để này thôi anh em. Con này đi không? Con này chắc đi rồi. Bây giờ mình cần một thẻ tăng sót tướng này, mình cần một thêm một này nữa. Tăng sót tướng là một, thêm một con gì nhỉ? Quân sự đen này. Dirac. Dirac anh em ơi. As life can never go between us and sometimes dreamers finally wake up. I got this strangest feeling.
Malok sang Malok 2 thì cho Malok phải đồ luôn nhé. Malok 2, Phoenix 1 thôi là được, Malok 2 này. Cát thì mua về cho nó tốn chỗ đi anh em. Chả lẽ không nên bán Richter, biết đâu có lên một shop được, mình mua thêm Richter thì sao nhỉ? Đây mình chờ con Q2 thôi không? Chắc chờ con Q2 thôi. Tăng sót tướng tay Monitor. Không tăng sót tướng mà em ơi. Thế thì mình sẽ bán bạn này đi này. Như dự định anh em ơi, như dự định. Như dự định thôi. Các này. More the merrier. Đó là con Q2 phát nhá. Cắt 2 nữa này. Này đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cho tặng Quy nhá, à, cho ma lốc được nhỉ. Ngon lỡ anh em ơi. Ghi đường số 1 ô này. Tăng sót tướng à. Narcot chết rồi, Narcot này chui vào gây được. Mình phải đẩy con Yon này. Narcot này chui góc này đẹp quá nhỉ. Cát mình sống lại được, Aerion mình sống lại được. Trông cũng hơi căng ta. Chứ là mình không được phải đến không được chết Yon cơ em ơi. Chết Yon nó cũng hơi căng đấy. Lớp này, này bóng. Cát, thêm một con cát nữa. Hãy thêm thể thằng sao làm trận con cát 3 tiếp. Cũng thú vị. Hàn sơ hi thú vị phết. Nhưng mà trận Narcot này mình sẽ để hay xong mình để mình góc thôi. Mình cho con Quy đối đầu với con Narcot thôi. Thêm truy hồn hay thêm tanh nhỉ, thêm tanh nhé. Nhiều truy hồn luôn này. Bạn này không có thương không? Chắc không có. Bạn không có đến chết đi. Mình sẽ cho con Von Cat của mình đi ở góc đấy nhé. Ok. Von Cat mình đi góc này gặp thêm gặp Von Cat à? Mình sẽ đẩy Von Cat mình sang đây đi. Đeo mình sang đây đi. Đeo mình sang đây đi. Này sang đây này, sang đây này, sang đây đi. Hai này xuống đây nhá. Mà lốc sữa đứng ở tầm tầm này. Tầm này là ok này. Giờ mình sẽ thổi góc kia thôi, không có gì. Mà lúc mình chắc nhảy được một phát. Nhờ con Yon mình chắc là sẽ sống được lâu lâu hơn một tí. Quy đấm được một phát này. Chết được con cát này nó cũng hơi khổ đấy nha em nhá. Chết mất con Yon mình vẫn chết con Yon nhỉ. Chứ chắc đâu vẫn thắng. Con giáp của mạnh em. Con kia mất liềm. Cắt nhảy được. Thằng em. Chung là nó kết cục cũng không khác được. Hơi may. Hơi may. Anyhow vậy thôi, phim mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.